Trời ơi, con ở nhà với anh nhá, giờ mẹ đi về quê nhá, không mang con đi theo được đâu. Nhớ chưa? Ê. Lại đóng cửa à? Hả? Đóng cửa là con muốn đi đúng không? Hả? À, muốn đi à? Không đi được đâu. Ở trên xe buýt nó không cho cậu đi đâu ha. Con lên xe nó lăn con xuống đất đấy. Nhớ chưa? Con chọn cái nào ngon nhất rồi con ở nhà con ăn được không? À, được à. Thế con đi chọn đi ha, đi chọn cái nào. Cái đấy à, ok, không vấn đề gì. Dám bảo còn ăn cùng với anh được không? À, được à. Ê. Nhanh nhanh ra để ăn, hai anh em ăn xong ở nhà trong nhà, nhớ chưa? Ngoan.